Waacking là đa dạng, Waacking là sống thật với chính mình. Waacking là một thể loại nhảy, nó xuất thân từ cộng đồng LGBT, đặc biệt là cộng đồng gay, và họ không có những cái nơi để mà họ thể hiện bản thân ra, cái cá tính bản thân của mình. Và khi đó thì họ vào club, họ có thể là bất kỳ một người nào mà họ muốn. Họ show ra những cái expression, những cái cảm xúc, những cái thường ngày, những cái đấu tranh của họ. Khi mà cái xã hội của thời Mỹ bây giờ nó rất gọi là rất là phân biệt chủng tộc. Đây, nắm thẳng lên, tay ra thẳng chứ không có cong như vậy á. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Âm nhạc của Waacking đó là nhạc disco. Nó không phải là những bài hát đứng đầu bảng xếp hạng disco, mà là những ca khúc được remix lại, được làm cho cái độ dài nó dài ra. Khi đó thì cái dancer có thể họ sử dụng tay và họ có thể thể hiện ra cái sự cái tốc độ power và đồng thời là cái cảm xúc của bản thân mình nữa. Không phải quá kinh, nó chỉ là chuyên tay thôi, nó là chuyên tay. Nhưng mà khi mà cái mình kết hợp cái chân là do mình kết hợp biết đến Waacking là do một người bạn dancer bước qua nhóm anh và nói về cái thể loại này. Mà lúc đó thì lên mạng thì cũng có những cái basic rất là nhiều nguồn khác nhau và không biết cái nào là đúng, nên là hơi bị khó khăn thôi. Nhưng mà sau này thì là khi mà anh coi những giải đấu battle thì anh mới biết thầy của anh là Blockeru. Nhờ Blockeru thì anh mới biết đến Saigon và Ebony. Mình là dancer, mình phải chắc bít cái chắc luôn. Rõ ràng anh nhìn luôn. Thì Waacking xuất phát từ gay club, mình nghĩ là cũng bình thường thôi. Theo mình biết thì có rất là nhiều cái lịch sử về nó. Mà mỗi người thì đối với lịch sử thì mình phải tôn trọng về lịch sử. Nó rất là đa dạng. Nó không có gói gọn về một cái thể loại. Waacking nó là vừa là trình diễn và cũng có thể đi đá battle được. Waacking nó không có đấu đá cái gì. Nhưng mà nó chỉ là trình diễn. Cái trình diễn cho giới, cái trình diễn cho khán giả. Waacking nó bắt đầu á là điều ý của nó, chứ không phải mọi người quyết định. Của Waacking mà sau khi một thời gian mà mình tập á, thì mình thấy là nó có cái sự là mình có thể gột tả được cái lời của bài hát cũng như là cái nội tâm của những người của cái bài hát đó nó muốn nói gì. Có nghĩa là bài đó buồn thì mình có thể biểu diễn cảm xúc buồn hay là vui, biểu diễn cảm xúc vui tùy vào cái tâm trạng của bài nhạc, mình có thể gột tả bằng cái phong cách của mình, bằng cái con người bên trong của mình. Video mà anh thực hiện đó là anh biên đạo và anh đạo diễn cho cái video này, là khi mà anh nghe ca khúc tác phẩm có tên là Wolf, là những con sói, thì khi đó thì anh lên trên YouTube và anh nghiên cứu về những con sói, và những con sói sống theo bầy đàn, và nếu như em chiếm lãnh thổ của nó hoặc là em có ý muốn đe dọa nó thì nó sẽ cắn chết em cho dù em cũng là một con sói. Tương tự như vậy, anh nghĩ đến cuộc sống của mình. Cuộc sống của mình
khi mà mình càng lên cao, mình càng đứng ở vị trí và nhiều người biết tới, thì sẽ có nhiều người soi xét mình. Và khi họ soi xét mình thì chắc chắn sẽ có những thị phi. Thì cuộc sống sẽ có những khó khăn trong công việc, những khó khăn trong cả sức khỏe, thị phi, những cái gia đình mình cũng sẽ có những khó khăn riêng. Và khi mình tập có kinh sức, cái tuổi tác khi càng lớn sẽ cũng có, sẽ có những khó khăn riêng. Tất cả những cái đó bủ vây với bản thân mình, và mình phải vùng lên và mình giải quyết vấn đề đó, và mình sẽ tiếp tục mình chiến đấu. Bởi vì cái ý nghĩa của nó là không có một ai mà, nếu như mà họ ngừng chiến đấu thì có nghĩa là họ đã chết rồi, họ đã chết trong tâm hồn rồi. Thì ý nghĩa của anh là như vậy. Thấy thì có vẻ máu me, nhưng thực chất là nó chỉ đơn giản là những thị phi bủ vây, tất cả mọi thứ mà anh giải quyết một lần. Có thể không thể giải quyết được tất cả, những một thứ trước, mà từ từ anh sẽ đi lên và sẽ vững chãi ở cái con đường của chính mình, là bản thân mình. Đó là ý nghĩa của tác phẩm của anh. 3 đến 5 từ nó chảy trong máu, nó là anh. Bởi vì đơn giản thì Waacking nó cũng, ý nghĩa của nó cũng vậy. Khi mà em nhảy Waacking không phải là, nó không chỉ có cái việc là kỹ thuật của em cao hơn người khác, nó không chỉ có cái kiểu là em diễn với người khác, em nghe nhạc tốt hơn người khác, mà nó phải là chính em. Nhảy nó là như vậy, còn Waacking cũng là như vậy.